nhóm hết tóc. Đông dữ ha. Ừ, đông lắm, nếu tính đang đang phải là tới hả? 80 đứa hả? Bữa vô nhìn cái lớp còn phải 50 rồi, tại mấy đứa nấu ăn sau nữa. Ừ. Đông lắm. Mấy đứa nhỏ 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 trong thiểu số mà. Nhóm lớp trong cậu 10 tổ chức cắt tóc cho các em ở sơ. Ở sơ, sơ nhận nuôi. Các em, trời nắng rồi, này tháng 3 rồi. Tháng 3 từ nắng rồi. Mấy em đứng xa ngồi nói tiếng đồng bào không ai hiểu, tiếng AD á, tiếng đồng bào không phải tiếng AD nè, tiếng đồng bào tiếng đời thiểu số. Cả nam lẫn nữ luôn, cắt mấy bé gái cắt tỉa mỏng 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 mát, nam cắt cao thì mỏng mát. Mấy em, một số em còn trong kia nữa, chưa tiện vào quay. Cắt tóc thiện nguyện cho mấy em có hoàn cảnh khó khăn. Hai em đứng sau đợi thì đông lắm, đây 80 em này. Chắc tới sau 7 giờ tối. Giờ là 2 giờ rưỡi chiều rồi. Anh kia cắt rất tỉ mỉ cẩn thận. Mm-hmm.